Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề Giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, còn chưa đầy nửa tháng nữa, năm học mới 2022-2023 sẽ chính thức bắt đầu. Vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ giải pháp và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp. Bên cạnh các vấn đề được quan tâm là triển khai sách giáo khoa cho các lớp 3, 7 và 10, vấn đề chủ động phương án dạy và học trước tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại. Hiện tại, các đơn vị cùng chủ động xây dựng các kịch bản cho các tình huống khác nhau, sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023. Để chủ động trong công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ đầu năm học 2022-2023, trong lúc chờ hướng dẫn kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung để chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời thông báo thời gian tập trung cho các khối lớp. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo tập trung học sinh các khối lớp 1, 6 và 10 vào thứ Năm ngày 25 tháng 8 để tổ chức biên chế lớp học, làm quen với giáo viên và môi trường học tập mới, dặn dò, phổ biến quy chế nhà trường. Các khối lớp thuộc các cấp học còn lại tập trung vào thứ Hai ngày 29 tháng 8 năm 2022. Chúng tôi ra soát các điều kiện để chuẩn bị cho khai giảng học mới cũng như triển khai các kế hoạch của năm học. Cụ thể là chúng tôi triển khai cho học sinh đi học trước một tuần, tập trung trước một tuần, trước ngày khai giảng để các trường làm công tác biên chế lớp học, nhất là các lớp đầu cấp, lớp 1, lớp 6 và lớp 10, để ngày khai giảng là tất cả các hoạt động đi vào hoạt động bình thường. Và cùng với đó thì ra soát các điều kiện phòng chống dịch, để thực hiện các tiêm phòng, tiêm vaccine cho các em học sinh đảm bảo đủ mũi tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Vấn đề học phí của năm học mới được điều chỉnh như thế nào cũng được nhiều phụ huynh và xã hội quan tâm. Mức thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn vẫn chưa có những thay đổi cụ thể. Được biết, trong năm học vừa qua, nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân trước ảnh hưởng của dịch bệnh, Thừa Thiên Huế giữ nguyên mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh bằng mức thu học phí năm học 2020-2021. Hiện nay thì chúng ta đang đợi thì văn bản nghị quyết chính thức của chính phủ về việc điều chỉnh cái quy định về thu học phí của năm học 2022-2023, thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Hội đồng dân tỉnh kịp ban hành đầu năm học để thuận lợi cho các địa phương khi thực hiện cái việc chế độ học phí của các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Và cái chế độ học phí chúng tôi sang tham mưu sắp đến, thì nếu như vậy theo cái văn bản dự thảo của Bộ Dục Đào tạo gửi cho các địa phương thì cái học phí của năm học này thì như học phí của năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị trường học tập trung kiểm tra, ra soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế, nội quy nhà trường, công tác chuẩn bị sách giáo khoa, điều kiện học tập của học sinh, hệ thống phòng học, phòng chức năng, thiết bị, đồ dùng dạy học, điện chiếu sáng, quạt, chủ động duy tu sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc tổ chức dạy học, tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng chức năng, đồng thời chủ động xây dựng các kế hoạch của nhà trường năm học 2022-2023 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2022-2023. Chúng tôi cũng đã giao trách nhiệm cho ngành giáo dục đào tạo tiến hành triển khai các đề án thuộc nghị quyết để xây dựng Huế trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng vào những cái đề án về đào tạo mũi nhọn cho tỉnh Thừa Thiên Huế, hai cái đề án để nâng cao giáo dục đào tạo cho huyện A Lưới và Nam Đông. Thì phải nói rằng thì công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023 đến giờ phút này đã cơ bản hoàn thành, và chúng tôi tin tưởng rằng khoảng gần 15 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ nhập học, và chắc chắn các học sinh của Thừa Thiên Huế sẽ tham gia việc học tập với cái điều kiện chuẩn bị tốt nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian chuẩn bị cho năm học mới không còn nhiều, do đó đòi hỏi các đơn vị, cơ sở giáo dục và phụ huynh, học sinh cùng nỗ lực cố gắng để vượt qua những khó khăn, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2022-2023 đang cận kề. Ngành giáo dục sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở các cấp học, tập trung cho một năm học mới an toàn và đạt được các mục tiêu giáo dục đề ra.
Thưa quý vị, để chuẩn bị cho chương trình thay sách theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục và đào tạo đang tích cực triển khai việc tập huấn cho các giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Để đảm bảo chất lượng các buổi tập huấn, nhiều nhà xuất bản đã tổ chức trực tiếp tại cả địa phương nhằm chia sẻ những vấn đề khác nhau trong từng bộ sách. Mục đích cơ bản của đợt tập huấn lần này là giúp giáo viên nắm tốt về cấu trúc sách giáo khoa, phần học liệu bổ trợ của bộ sách. Qua đó hướng dẫn sự đổi mới, cách triển khai của phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh, cũng như hướng dẫn sử dụng học liệu điện tử trong quá trình giảng dạy. Theo chương trình giáo dục 2018 thì năm nay là thực hiện lộ trình của lớp 3 và lớp 7. Khi mà được tập huấn trực tiếp như thế này, đây là một cái cơ hội để toàn bộ cho cán bộ quản lý cũng như là giáo viên của các trường mà chọn sách giáo khoa là họ sẽ có trực tiếp được lắng nghe, được tập huấn các cái kỹ năng về phương pháp giảng dạy của chương trình giáo khoa lớp 3. Và tôi nghĩ đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Sau khi 2 năm do dịch bệnh, chúng ta tập huấn đa số là đều qua trực tuyến. Và cái tập huấn trực tiếp thế này thì sẽ có cơ hội cho toàn bộ giáo viên không chỉ là tiếp cận trực tiếp mà còn có nhiều cái kinh nghiệm để sau này trong quá tổ chức thực hiện sẽ được thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy của giáo viên. Nhà trường sau quá trình lựa chọn thấy được những cái ưu điểm nổi bật của bộ sách Cánh Diều như là về cân hình là rất là phù hợp đối với lứa tuổi học sinh lớp 3, về cân chữ cũng là phù hợp với tâm sinh lý của các em. Đó là về hình thức, còn về nội dung thì bộ sách Cánh Diều đi theo các cái chủ điểm rất là phù hợp, phù hợp với cái cuộc sống, trình độ tâm lý lứa tuổi của học sinh. Trong suốt thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh, đa phần các giáo viên chỉ được tập huấn trực tuyến. Vì vậy, những buổi tập huấn trực tiếp như thế này sẽ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy. Những chia sẻ hữu ích của chính các chủ biên đã giúp ích rất nhiều cho việc xây dựng kế hoạch dạy học, định hướng giảng dạy trong các giờ học, để học sinh có thể phát huy tối đa phẩm chất, năng lực, theo định hướng chương trình mới trong năm học 2022-2023 sắp tới. Rất là vui, sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 thì hôm nay tất cả các giáo viên ở trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế được tham gia tập huấn của sách Cánh Diều. Đây là một điều mà giáo viên rất là mong mỏi, vì thực sự ra mà tập huấn online thì nó sẽ không bằng tập huấn trực tiếp thế này. Giáo viên sẽ có thể đã tiếp cận được với nhiều các tác giả mà sẵn để tạo ra những cái bộ sách Cánh Diều hay cho các em. Và hy vọng trong buổi tập huấn ngày hôm nay thì các giáo viên của trên địa bàn tỉnh sẽ có cơ hội để đưa ra các câu hỏi cũng như thảo luận để tìm ra được những cái điều mà giáo viên đang thắc mắc, để cho các có thể là truyền đạt cho các em hết những cái điều mà tác giả mong muốn truyền đạt cho các em trong bộ sách Cánh Diều của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chia sẻ tại buổi tập huấn, chủ biên các môn của bộ sách cho biết, muốn sử dụng sách giáo khoa tốt nhất, trước hết cần nắm chắc lý thuyết để từ đó nắm được bản chất vấn đề cần truyền tải. Từ nền tảng này, giáo viên sẽ được thực hành nhuần nhuyễn quy trình dạy học, qua đó sẽ tiến hành dạy thử để rút ra kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Ngay cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì đã chỉ rõ cái định hướng đổi mới là phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học. Bây giờ chúng ta sẽ phải giảm bớt cái lý thuyết hàn lâm, chúng ta dạy học sinh hướng đến cái mục tiêu hình thành phẩm chất và năng lực. Và năng lực ở đây ấy, tức là năng lực thực tiễn gắn những cái điều mà các em đã học đối với để vào cuộc sống, vận dụng vào cuộc sống. Và chính vì vậy mà bộ sách giáo khoa Cánh Diều có một cái slogan là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống. Và tôi tin rằng nếu như chúng ta nắm chắc được cái mục tiêu như vậy thì chúng ta sẽ đạt được kết quả dạy học tốt. Cái sách là viết cho học trò, làm sao và cái cuối cùng là cho nó có tính hệ thống và đảm bảo hai điều. Đối với học sinh nó là phải là tự học, sách Cánh Diều đảm bảo cái chuyện đó, nó có dài hơn, có đắt tiền hơn hay gì đó thì để phục vụ cái đó. Và cái thứ hai, nó là một cái tài liệu mà hỗ trợ một cách thiết thực cho thầy cô giáo để làm cái chuyện đó. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa nhằm cung cấp cho học sinh và giáo viên trong cả nước một bộ sách phù hợp với điều kiện dạy và học ở địa phương. Đến nay có thể nói việc chọn sách đã được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn kỹ thông qua hội đồng chọn sách với nhiều bước khác nhau. Đồng thời việc tập huấn, làm quen với các bộ sách mới cũng được ngành giáo dục tiến hành sớm và kỹ lưỡng, giúp giáo viên và cán bộ quản lý nắm chắc nội dung cũng như phương pháp trước khi bước vào năm học mới.
Điểm đặc biệt quan trọng nhất của chương trình giáo dục phổ thông mới là sách giáo khoa đã không còn là pháp lệnh như trước đây, mà chỉ là phương tiện cung cấp các chất liệu dạy học cho giáo viên. Còn sử dụng chất liệu nào, tổ chức hoạt động gì, giao chủ đề nào trước, chủ đề nào sau, hoàn toàn do sự chủ động của giáo viên, miễn là đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra của chương trình môn học. Sự đổi mới của chương trình sách giáo khoa sẽ giúp chính các thầy cô cũng thay đổi, năng động, sáng tạo, giảm thử nghiệm nhiều hơn để làm mới chính mình và bài giảng của mình mỗi ngày. Chuyên đề giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên đề tiếp theo.